trước khi chặt đầu. Thần càng dặn những người con gái mình hãy để đầu của ông trên một cây vàng và giữ nó trong một tòa tháp trên đỉnh. Bởi nếu để đầu ông rơi xuống biển, biển sẽ cạn. Nếu để đầu của ông trên trời thì trời sẽ không mưa. Và nếu để đầu của ông xuống đất thì đất sẽ khô cằn, cây không mọc được. Thái tử Tất Đạt Đa cắt mái tóc của mình, một biểu hiện của việc từ bỏ mọi ràng buộc vật chất và địa vị xã hội để trở thành một nhà tu hành. Bằng cách từ bỏ cuộc sống hoàng gia của Thái tử Tất Đạt Đa, hy vọng sẽ khám phá ra con đường triệt khổ. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuấn Linh TV. Và ngày hôm nay em có mặt tại chùa Tà Bạ. Video trước cả nhà mình đã xem những cảnh đẹp trong chùa Tà Bạ rồi đúng không? Và bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo em vào bên trong chùa Tà Bạ để mình nghe những truyền thuyết của các vị thần thời xa xưa của dân tộc Khmer quý vị nha. Và bây giờ cùng đi thôi nào. Ở tập phim trước em có nói về chùa Tà Bạ rồi đúng không ạ? Và chùa Tà Bạ nằm ở Chi Tôn, An Giang là một ngôi chùa nổi tiếng nằm trên đỉnh đồi cao ở tỉnh An Giang với kiến trúc độc đáo của người Khmer. Chùa được xây dựng theo phái Nam Tông của Phật giáo Tiểu Thừa, đem lại không gian yên tĩnh, thanh tịnh và thiêng liêng cho các khách du lịch. Với vẻ đẹp mê hoặc và không gian xanh mát, chùa Tà Bạ là điểm đến lý tưởng để tận hưởng văn hóa và tâm linh của Việt Nam. Chùa Tà Bạ mang trong mình một sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống của người Khmer và quang cảnh thiên nhiên tuyệt vời của núi non và thác nước xung quanh. Đến chùa này vào mùa xuân từ tháng 1 đến tháng 3 được coi là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng các cảnh đẹp thiên nhiên rực rỡ. Nơi đây, không gian yên bình và thanh tịnh giữa cuộc sống xô bồ mệt mỏi, du khách cần lưu ý khi mặc trang phục lịch sự, tránh gây ồn ào, giữ gìn vệ sinh khi tham quan chùa Tà Bạ. Đây là điểm dừng chân thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm sự thanh tịnh và yên bình trong tâm linh. Đây chính là hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài cắt tóc đi tu. Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định từ bỏ cuộc sống hoàng gia để tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát khỏi đau khổ trong cuộc sống hoàng gia. Mặc dù được hưởng mọi sự xa hoa và tiện nghi, Thái tử vẫn cảm thấy bất an và không hài lòng với những gì bản thân đã đạt được. Ông bắt đầu nhận ra rằng các vật chất và danh vọng không thể mang lại thật sự hạnh phúc cho ông. Trong video, quý vị cũng thấy Thái tử đang cắt mái tóc của mình, một biểu hiện của việc từ bỏ mọi ràng buộc vật chất và địa vị xã hội để trở thành một nhà tu hành. Người đứng kế bên có lẽ là một người hầu hoặc người trong vương quốc đang cung kính nhận lại trang phục hoàng gia của ông. Đây là một khoảnh khắc tượng trưng cho quyết định quan trọng và dứt khoát của Thái tử trong hành trình tìm kiếm chân lý và sự giác ngộ. Bằng cách từ bỏ cuộc sống hoàng gia, Thái tử Tất Đạt Đa hy vọng sẽ khám phá ra con đường diệt khổ, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho toàn nhân loại sau nhiều năm tu tập khổ hạnh và thiền định. Ông cuối cùng cũng đã đạt giác ngộ và trở thành Đức Phật. Và đó cũng là câu chuyện của Thái tử Tất Đạt Đa cắt tóc đi tu. Và xin mời cả nhà mình cùng tiếp với câu chuyện tiếp theo. Và trong thước phim này, quý vị cũng thấy đây có một hình ảnh của một người đang tự chặt đầu mình để lên trên khay vàng. Và đây cũng là một truyền thuyết liên quan đến câu chuyện chuyển giao tôn giáo từ Bà La Môn giáo sang Phật giáo, xoay quanh câu chuyện đấu trí giữa Đại Phạm Thiên Kabu Maha
và cậu bé thông minh Thomaba, một truyền kiếp của Đức Phật. Chuyện kể rằng ngày xưa có một cậu bé tên là Thomaba, rất thông minh, 7 tuổi đã biết đem sự hiểu biết của mình truyền bá cho mọi người. Dân chúng rất thán phục và thích nghe câu thuyết giảng tiếng đồn về tài trí của Thomaba. Chẳng mấy chốc vang đến thượng giới, các vị thần cũng xuống trần xin nghe Thomaba thuyết giảng. Do vậy những buổi thuyết giảng của thần Kabumaha trên thượng giới ngày càng vắng vẻ. Thần Kabumaha vốn rất có uy trên thượng giới, nay nghe ở trần gian có kẻ hơn mình nên rất tức giận. Thần cho gọi hết các vị thần tiên trở về, không cho xuống trần gian nghe thuyết giảng, đồng thời tìm cách hãm hại Thomaba. Thần đặt ra 3 câu hỏi và bắt Thomaba trả lời trong vòng 7 ngày. Thần giao ước nếu cậu bé không trả lời được thì cậu phải dâng mạng sống của mình cho thần. Ngược lại, thần sẽ tự chặt đầu mình nếu Thomaba trả lời chuẩn xác 3 câu hỏi. Thomaba suy nghĩ suốt ngày đêm và vẫn không tìm được lời giải đáp. Đến ngày thứ 6, chàng đi lang thang mệt mỏi, thất vọng, ngồi nghỉ dưới gốc cây thốt nốt. Tình cờ nghe được lời giải từ 2 con chim đại bàng. Đúng hẹn, thần Kabumaha tay cầm rơm vàng đáp xuống gặp Thomaba. Chàng trả lời đúng câu hỏi của thần. Thần thua cuộc, thần tự cắt đầu mình và tự sát. Trước khi cắt, thần căn dặn những người con gái của mình hãy để đầu của ông trên khay vàng, giữ nó trong một tòa tháp trên đỉnh. Bởi đợi nếu đầu của ông rơi xuống biển, biển sẽ cạn. Nếu để đầu của ông trên không thì trời sẽ không mưa. Và nếu để đầu của ông xuống đất thì cây sẽ khô cằn, cỏ cây không mọc được. Thần Kabumaha không quên khuyên các con gái của mình hàng năm thay phiên nhau xuống trần gian để bảo vệ người dân và phù hộ cho một năm bình an mùa màng bội thu. Từ đó về sau, hàng năm cứ đến ngày thần Kabumaha cắt đầu, 7 tiên nữ con gái của thần thay phiên nhau xuống trần gian, mang theo một mâm đầu của ông xuống núi, rồi quay quanh chân núi 3 vòng theo hướng mặt trời mọc. Và người Khmer coi ngày đó là ngày đầu tiên của năm mới. Đối với người Khmer, tháng 4 là điểm giao thời giữa mùa nắng và mùa mưa. Tại thời điểm này, cỏ cây trở lại tươi tốt và thiên nhiên trỗi dậy sức sống mới. Sự thay đổi bừng lên của thiên nhiên đã được người Khmer quan niệm như một sự khởi đầu của một năm mới. Và cả nhà mình thấy đây chính là một hình ảnh của một chú chim phượng hoàng đang ngậm một bông sen. Thì truyền thuyết này cũng không rõ cho lắm. Theo một bài viết kể rằng truyền thuyết về con chim hái sen cứu mẹ trong cộng đồng người Khmer ở miền Nam Việt Nam chúng ta có nguồn gốc từ những truyền thuyết cổ xưa của người Khmer. Theo truyền thuyết có nói rằng có một chàng trai Khmer đi hái sen về thì thấy mẹ bị rắn độc cắn. Chàng trai đã dùng mỏ của chú chim hái sen để hút nọc độc ra khỏi người mẹ và cứu sống người mẹ. Hành động cao cả này đã trở thành biểu tượng của sự hiếu thảo và lòng yêu thương gia đình trong văn hóa của người dân tộc Khmer. Xem qua video và hình ảnh thì cả nhà mình cũng đã biết về lịch sử của các vị thần của dân tộc Khmer thời xa xưa. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Cả nhà mình thấy hay cho em xin một lượt đăng ký, một bình luận và một like. Và cả nhà mình cùng chờ video tiếp theo của em nhé. Em xin cảm ơn đại gia đình mình rất nhiều.